Thưa quý vị, bằng sự quyết tâm, nỗ lực và cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhìn chung trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nghị quyết và chương trình công tác trọng tâm năm 2022, cùng với sự chủ động quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Cùng với đó, tình hình các mặt công tác của thành phố đã có nhiều tín hiệu khả quan và đạt một số kết quả nổi bật. Từ đầu năm đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành tham mưu triển khai thực hiện nhiều đề án quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư. Nhờ đó, kinh tế thành phố phục hồi nhanh và có nhiều khởi sắc, nhất là hoạt động dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả khả quan như GRDP dự kiến của cả năm 2022 đạt 9,62%, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt khoảng 95% dự toán, số lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng gấp 2,6 lần, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng gấp 2,8 lần, doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ tăng gấp 7,3 lần, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 25,5%, xuất khẩu phần mềm tăng 30%, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân của cả nước, thu hút đầu tư trong nước và phát triển doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Bằng cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, cho nên chúng ta mới đạt được một số kết quả bước đầu và cũng là một nền tảng, là một động lực để chúng ta triển khai và hoàn thành các cái nhiệm vụ trong năm 2022. Quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra của năm 2022, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương văn bản của Trung ương, Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung các nội dung hoàn thành trong quý tư năm 2022 như nghiên cứu ban hành hướng dẫn chuẩn về sinh hoạt chi bộ, tổ chức hội nghị tọa đàm chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng quy chế làm việc mẫu của các cấp ủy cơ sở, đảm bảo thống nhất, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn ở cơ sở, thực hiện đảm bảo tiến độ việc triển khai số hóa dữ liệu thông tin của các tổ chức đảng, đảng viên, nghiên cứu triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm đánh giá cán bộ công chức tại khối đảng, mặt trận, đoàn thể. Đề nghị công chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan đơn vị chỉ đạo việc xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện ở địa phương đơn vị mình. Trong đó lưu ý là việc tổ chức nghiên cứu học tập triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và thực chất chương trình hành động số 17 ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy về việc thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương và gắn với cái đề án một số giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, trong quý tư năm nay, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố, nhất là triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố, hoàn thiện và phê duyệt ban hành các đề án phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục khai thác các hiệu quả mô hình thí điểm bãi biển đêm Mỹ An và phố du lịch An Thượng, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường mới ngoài nước, xúc tiến các đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng, Đài Bắc, Ấn Độ.